Rồi, ok, chào tất cả mọi người ha. Thì bữa trước chúng ta đã làm xong cái phần quản lý danh mục rồi. Thì các bạn cũng đã làm được cái phần là thêm xóa sửa đúng chưa? Thầy đã hướng dẫn chúng ta làm được cái thêm xóa sửa rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần là quản lý sản phẩm. Quản lý sản phẩm đó chính là mod bằng product và add bằng list nha. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình quay qua cái code của mình bữa trước mình có cái category rồi đúng chưa? Category rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái nữa, đó chính là cái gì? Đó chính là cái product. Nhưng mà trước tiên thì các bạn sẽ vào trong cái phần cái trang index.php của cái view để các bạn làm thực hiện cái công việc đó là chúng ta sẽ thêm một cái trường hợp nữa. Đó là K. K lúc này bằng gì? Bằng product. Product. K bằng product thì chúng ta sẽ tiến hành là include lưu quan cái controller có tên là product. Có tên là product.php. Đây. Rồi. Vậy thì mình ra qua bên kia mình sẽ tạo một cái controller có tên là product.php nhé. Ctrl C, bạn vào trong cái controller này, bạn tạo cho thầy một cái là product.php. Đây, ok. Rồi vậy thì cái ông product.php này thì mình cũng làm tương tự giống như cái ông category, ông danh mục. Nhưng mà ngay đây do cái sản phẩm nó hiện ra nhiều nhiều cái sản phẩm, do đó chúng ta sẽ thực hiện cái phân trang cái sản phẩm này luôn nha, thực hiện phân trang luôn. Còn nếu hiện bình thường thì nó dễ rồi nha. Rồi vậy thì ngay đây mình sẽ làm gì? Đầu tiên là các bạn extract request trước cái đã, đô la request. À, đúng rồi, ok. Sau đó mình sẽ, nếu như mình xét cái trường hợp là cái biến ACT, nghĩa là trên đường dẫn nó có một cái ACT tồn tại, thì mình xét xem cái ACT đó, đô la ACT đó nó bằng cái giá trị gì. Trường hợp thứ nhất, nếu như mà ACT đó nó bằng cái list, nghĩa là hiện là cái danh sách sản phẩm, thì chúng mày bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện cái công việc đối với cái list này. Rồi mình sẽ làm gì? Đầu tiên là mấy đứa sẽ tiến hành include vô cái đã, include one cái template vào. Vậy thì qua bên category copy nó đi cho nó nhanh. Rồi đấy, ngay chỗ này thì chúng ta sẽ sửa lại là cái gì? Category as thì mình sửa lại là cái gì? Cái này là product nha, product. Cái bay là bay product. Và cái as này sẽ sửa lại là thành list. Thành list đó. Ok, chúng ta thử, chúng ta sale thử và sale lại qua bên kia chạy thử coi ok chưa, load lại cái trang dẫn vô quản lý sản phẩm. Rồi vậy là mình đã load được cái trang sản phẩm thành công rồi. Đây là cái trang sản phẩm mà hiện giờ thầy đang cho nó cố định này, đang cho nó cố định này. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái công việc đó là chúng ta sẽ vừa vừa hiện danh sách sản phẩm và vừa thực hiện là phân trang luôn nhé. Thực hiện phân trang luôn. Đây. Vậy thì chúng ta sẽ qua bên cái trang Pay Product List nè. Pay Product List nè. Thì bạn thấy ngay chỗ này, ngay chỗ này thì tiến hành phân trang cho nó nha. Tiến hành phân trang cho nó. Thì giờ nó chưa có giá trị nè. Giả sử như thì thêm vào một cái, ở đây là một cái danh sách số thứ tự trang. Ví dụ như thì thêm như cái chỗ này là số 1 đi. Ctrl S đi. Qua đây. Đó. Thì các bạn thấy lúc này đã ra cái trang là số 1 rồi đúng chưa? Trang số 1 rồi. Rồi. Bây giờ để phân trang thì đầu tiên mình phải biết được là có bao nhiêu trang cái đã. Có bao nhiêu trang cái đã. Rồi muốn biết được có bao nhiêu trang thì chúng ta phải biết được là có bao nhiêu sản phẩm.
phải biết được là có bao nhiêu sản phẩm cái đã. À, rồi vậy thì biết được bao nhiêu sản phẩm thì mình sẽ tạo một cái hàm, mình sẽ tạo một cái hàm, thầy gọi cái hàm đó chính là number of product đi. À, thầy ví dụ thì muốn đếm cái số lượng number of product, hay là number product gì cũng được, number product đi. Đấy. Là mình đếm cái số lượng sản phẩm. À, đếm cái số lượng sản phẩm. À, rồi hay là khao rồi đất cũng được. À, ở đây vậy thì mình có thể là dùng cái thằng khao rồi đất này cũng được nha. Rồi là khao rồi đất này thì mình sẽ tạo cái hàm khao rồi đất. Cái hàm này á, thì có nhiệm vụ là đếm bao nhiêu sản phẩm ở trong cái tất cả sản phẩm của chúng ta. À, đếm bao nhiêu sản phẩm. Vậy thì để làm được điều đó thì chúng ta sẽ liên kết tới cái gì? Include one, hai chấm chấm xẹt model, DAO, sau đó là cái gì nữa, mình vào trong cái product của nó, chấm php. Chút nữa chúng ta sẽ thực hiện trong cái model là product chấm php nha. Rồi thế thì mình sẽ vào trong cái model, product.php ở đây có sẵn này đúng không? À, mình sẽ thực hiện viết cái hàm count product này. Đây. Bây giờ là mình chưa có cái hàm đó. À, bây giờ mình sẽ viết cái hàm đó. Function count product. À. Rồi. Câu lệnh SQL của chúng ta làm sao? SQL bằng select. Select gì? À, select gì? À, select mình sẽ tiến hành là mình đếm, mình sẽ tiến hành là mình sẽ đếm cái sản phẩm này. À, như vậy thì khao gì, khao gì, theo sao, theo sao, rơm, rơm sản phẩm. À, tức là điểm tất cả các dòng ở trong cái sản phẩm. À, rồi như vậy thì lúc này mình sẽ return là return gì đây, return gì đây, BDO query đúng không, BDO query, nhưng mà lúc này mình điểm nó mình trả về cái giá trị. À, mình điểm mình trả về cái giá trị thì không phải là query one, không phải là query on nữa, mà trong cái BDO chúng ta có một cái hàm đó chính là BDO query value. Value đó chính là cái giá trị trả về. Vậy thì lúc này thầy sẽ đem này thì đưa vào đây. À, được chưa? Rồi, nghe đây là đô la SQL của mình. Đấy. Bây giờ thử nha. Qua bên kia mình tiến hành mình chạy mình re nó ra để coi cái giá trị nó là bao nhiêu. Nó đúng vậy không? Đô la count product. Rồi. Qua bên đây mình chạy thử nha. Đó. Thì các bạn thấy nó ra số gì? Số 18 nè. À, nó ra số 18 rồi nè. À, là 18 cái sản phẩm rồi ha. À, là 18 cái sản phẩm rồi. Bây giờ mình có cái 18 sản phẩm rồi thì mình sẽ tiến hành mình làm gì? Mình phân trang. Rồi phân trang thì tùy thuộc chúng ta sẽ muốn là mỗi trang là có bao nhiêu sản phẩm. À, mỗi trang là có bao nhiêu sản phẩm thì tôi tiến hành ta phân ra bao nhiêu trang. À, thì ví dụ như bây giờ là thầy muốn là mỗi sản phẩm của thầy, mỗi trang của thầy là có 5 sản phẩm thôi. À, 5 sản phẩm thôi. Như vậy là thầy muốn là đếm cái số trang. À, số trang là bao nhiêu? À, number hay là count đi. Đô la cao bay đặt là cái number bay đi, số lượng trang. À, số lượng trang, số lượng trang của chúng ta thì ta sẽ làm gì? À, ta sẽ lấy cái thằng là ta sẽ lấy cái thằng đô la khao rồ đất này. À, và thầy giả sử như là thầy chia nó cho năm. À, thầy chia nó cho năm. À, chia nó cho năm nghĩa là
Lúc đây là có mỗi cái ba trang như vậy thì có 5 sản phẩm, và sau đó thầy sử dụng cái hàm hàm này để thầy thực hiện làm tròn nó lên. Ví dụ như là chia nó ra thì 18 mà chia cho 5, chia cho 5 vậy thì 5 3 15 đúng không, 5 4 là 20. Lúc này sẽ làm tròn lên là 4. Vậy thì một chút nữa mình sẽ có 4 trang nha. 4 trang nghĩa là cái hàm này có nhiệm vụ là nó sẽ lấy làm tròn lên cái thằng lớn hơn nha. Rồi à, bây giờ mình rin thử nè, riêng thử cái thằng đô la đô bờ bay này thử cái đấy. Đó, lúc này các bạn thấy là gì, được là 4 trang nhé. Được là 4 trang đấy. Rồi bây giờ thì mình có số trang rồi, thì thầy sẽ quay qua bên đây, thầy thực hiện, thầy lót được bao nhiêu cái trang nó lên đây luôn. Vậy thì muốn lót thì dùng cái hàm bình thường để mình lót lên thôi nhé. Đầu bên cái bay rồi list đây, bay rồi list đây là cái thằng là mình sẽ lót lên nè. Cái thằng mình sẽ lót lên nè. Đó. Chưa, cái chỗ này thì chúng ta sẽ viết viết một cái hàm for, viết một cái hàm for php for đô la y. Đầu tiên thì cho nó bằng mấy data, bằng 1 đi. Sau đó đô la y nó sẽ bé hơn hoặc là bằng cái đô la number bay của mình hồi nãy. Rồi cho nữa, number bay của mình hồi nãy. Rồi sau đó là đô la y của mình sẽ tăng lên một đơn vị cộng cộng. Cộng cộng đấy. Rồi nhớ có mở cái hàm for thì ta phải có đóng cái hàm for lại, đóng cái hàm for lại. Rồi end for đây. Rồi ok, rồi giờ mình qua đây mình chạy thử mình coi nó sao, lót thử đấy. Các bạn thấy nó hiện ra 4 thằng rồi chưa? Nó hiện ra 4 thằng rồi. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là ta sẽ bỏ cái từng số vào ở đây. Nghĩa ngay chỗ này mình bỏ cái gì, bỏ cái biến y vô đúng không, đô la y vô. Thì lúc này mình thấy nè, đô la y thì ta phải làm cái gì, chèn code php vô bằng đô la y vào đúng không. Rồi ngay chỗ này để cho dễ thì xuống ngang ở đây cái nha cho mấy đứa thấy. Làm lại sao mà bát xuống cái nó mất luôn vậy. Rồi đô la y nè. Được chưa. Đây. Bây giờ ghi vậy cho nó dễ dòm đó. Xuống đi. Được chưa, cái a xuống đi đúng không. A lợi y đi xuống đi. Rồi ok vậy đi. Vậy thì mấy đứa dễ dòm hơn đúng không. Đó thì ngoài ra thì mình thấy là ngoài đây mình chạy lại đó, nó hiện ra cái danh sách trang này đúng không. Bây giờ khi mình nhấn vô số 1 á, thì nó thể hiện cái trang đó, hay là nhấn số 2 nó hiện hiện danh sách trang đó. Vậy thì chút nữa chúng ta cũng bỏ cái thằng này vô đây luôn. Vậy thì ngay đây nè, Ctrl C dán đi vào đây luôn. Nó lại trang bạn thấy thì bấm vô nè, bay 1 rồi đúng không, bấm vô nè bay 2 nè, thấy chưa. Nó cũng ra cái thằng bay đó, nhờ thiền bay đó. Chút nữa mình thực hiện, mình lấy lấy sản phẩm trong cái thằng bay này. Lấy sản phẩm ở trong cái thằng bay này. Nha. Rồi bây giờ lấy làm sao, bây giờ lấy làm sao. Bây giờ để lấy cái này á, thì chúng ta sẽ quay lại cái thằng product này. Thầy sẽ tạo một cái biến đặt tên là product, đồ đất bay, nghĩa là sản phẩm trong cái bay. Sản phẩm trong cái bay rồi đất bay thì cái ông rồi đất bay này á, ổng có nhiệm vụ á là ổng sẽ lấy cái biến bay vào giá trị bao nhiêu hồi nãy bên kia mình nhấn á. Ở đây mình nhấn vô nè,
nhấn dịch số 4 ra số 4 nè. À, nhấn vô để mà ổng gọi một cái hàm đó nhiệm vụ là lấy cái lấy cái số phần tử, lấy cái tất cả các phần tử sản phẩm ở trong cái bay đó ra. À, rồi đây mình đưa cái biến bay vào trong đây. À, vậy thì qua bên kia mình viết cái này nha, viết cái hàm này nha. Rồi viết cái hàm này, quay qua bên cái thằng product function, dán nó vô, dán vô. Rồi đô la SQL của mình làm gì? Select. À, select. Rồi, select gì? Select bây giờ là cái bỏ đây từ từ tính. À, select from. Ở đây thì mình có hai cái bảng đúng không? Bảng đầu tiên là bảng sản phẩm đúng không? À, bảng sản phẩm thì gọi đó là SP. À, sau đó là cái gì? Thì inner zone ra. Tại sao phải inner zone? À, tại sao là phải inner zone? Tại vì cái thầy muốn là lấy tiếp một cái dữ liệu nữa, inner inner. Thầy muốn là lấy tiếp một cái dữ liệu ra nữa, dữ liệu của cái thằng inner, inner hai chữ n. Rồi nhớ rồi. Ok. Mình lại thầy lấy cái tiếp cái dữ liệu ở bên cái bảng danh mục nè. À, một thằng là thầy lấy dữ liệu của sản phẩm, thằng thứ hai thầy lấy dữ liệu bên cái bảng danh mục này. Do đó mình inner zone với thằng danh mục này. À, danh mục này thì gọi là DM. À, DM. Rồi. On. On gì? À, SB bằng mã sản phẩm. À, lấy hai thằng này bị liên kết thông qua cái gì? Thông qua cái thằng là SB, thông qua cái thằng là SB chấm mã mã danh mục. À, đúng rồi, mã danh mục bằng với cái DM chấm mã danh mục. Được chưa? Bằng với DM chấm mã danh mục. Đó. Rồi, vậy thì ngay chỗ này mình select cái gì đây? Mình select cái gì đây? Mình sẽ lấy cái dữ liệu, lấy dữ liệu từ SP. À, thì ở trên cái bảng SP thì lấy tất cả dữ liệu, nghĩa là SP chấm sao. À, còn cái thằng gì? Danh mục mình lấy cái gì? Thầy chỉ muốn lấy cái tên danh mục ra thôi, đặng chút có hiển thị bên kia cái tên danh mục. Đó. Còn muốn lấy hay lấy hết thì lấy. À, đây thì lấy một cái tên danh mục ra thôi. Rồi ở đây để dễ ha. À, viết xuống hàng chỗ này đi. Rồi, đấy. Sau đó là sao? À, sau đó là sao? Limit. À, thầy cần lấy cái mỗi trang gì đó, mỗi trang gì đó thì thầy cần lấy cái sản phẩm bắt đầu từ cái phần tử thứ mấy ra. À, phần tử thứ mấy là vậy thì làm sao mình tính được cái này đây, làm sao mình tính được cái này? À, limit. À, thầy gọi cái này limit bằng một cái limit thường thường bắt đầu từ đâu đúng không? Thầy gọi cái biến này là biến biến start nha, biến start. À, và mình lấy mấy cái phần tử ra, mình lấy năm phần tử ra. À, lấy năm phần tử ra, limit năm, limit start và năm, đúng chưa? Rồi ok đó, nhưng mà thằng start này là bao nhiêu mình đâu, mình chưa có biết. Start này là bao nhiêu mình chưa có biết. Vậy thì sao, giả sử như thầy nói như là trang trang một nè, cái trang một nè thì mình bắt đầu từ phần tử. À, phần tử thứ mấy? À, phần tử đầu tiên ha, phần tử đầu tiên đó là số số 0. À, sau đó lấy là năm sản phẩm, lấy là năm sản phẩm là tới thằng thứ tư nè, đúng chưa? À, tới thằng thứ tư nè. Đấy. Cái trang thứ hai nè sẽ bắt đầu từ phần tử thứ năm nè đến phần tử thứ chín, đúng không? Lấy năm phần tử. À, và trang thứ ba nè nó sẽ bắt đầu từ phần tử thứ mấy? Thứ chín thì nó lên thứ 10 nè. À, tới mười mấy, tới 14. À, vậy thì làm sao mình tính được cái stack này? À, tính được cái stack này thôi. À, là mình sẽ biết được là mình sẽ lấy từ cái phần tử nào ra. À, rồi như vậy thì mấy đứa sẽ thấy một nè thì ra không, hai thì ra năm, ba thì ra 10. À, vậy thì ngay đây mình sẽ làm sao? À, cái đô la start, đô la start của mình. À, mình thấy sẽ bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng đô la bay
trừ 1 nhân cho 5. Trừ 1 nhân cho 5. Đô la bay là cái nào? Là đây. Giả sử như là cái bay đầu tiên, bay đầu tiên là 1, 1 trừ 1 là 0, 0 nhân 5 là 0. Vậy cái start lúc đầu chúng ta là bằng bằng 0. Tiếp tục tới cái bay bằng 2. Bay bằng 2 thì làm cái gì? Bay bằng 2 thì 2 trừ 1 bằng 1, 1 nhân 5 là 5. Được chưa? Bay bằng 3, 3 trừ 1 là còn mấy? Còn 2, 2 nhân 5 là 10. Vậy là chính xác rồi ha. Đấy. Ok. Rồi, như vậy thì dựa vào cái chỗ này nè. Dựa vào chỗ này thì chúng ta sẽ tiếp tục ta gọi ta 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 rethink nó ra. Ta rethink nó ra. Có câu lệnh SQL rồi đúng không? BDO query query đô la SQL đô la SQL đó lưu lại. Rồi, mình đã có được cái thằng này rồi. Đã có được cái thằng product bay rồi, lấy sản phẩm của thằng bay rồi. Vậy thì tiến hành show ra ngoài thôi. Show ra ngoài thôi. Quay qua cái thằng product này, copy cái biến product bay cho thầy. Mình show ra, mình show ra. Show ra ngay đâu? Bây giờ mình render thử cái đã đi. Mình render cái đã đi để coi nó có đúng, có dữ liệu đúng vậy không. Renderer của đô la rồi đất bay. Đó được chưa? Qua bên đây load lên. Nó quá trời không được rồi, bây giờ hiện cái này hiện không được rồi. Hiện không được rồi. Bây giờ là phải echo ra. Echo ra. Free ra. Rồi ở đây cũng echo vậy. Rồi set, set. Qua bên đây kiểm tra. Đó, 1, 2. Bây giờ là bay 3 nè. Bay 3. Như thế này cũng không có. 1 sản phẩm, 2 sản phẩm, 3 sản phẩm, 4 sản phẩm, 5 sản phẩm. Được chưa? Mình xuống cái bay 1 kìa. 1 sản phẩm, 2 sản phẩm, 3 sản phẩm, 4 sản phẩm, 5 sản phẩm. Rồi. Ok, để hiện ra dễ hơn nữa thì chúng ta cho nó ra hiện ra bên ngoài luôn. Rồi. Vậy thì qua bên cái bay product list nè, chúng ta cho nó hiện bên ngoài là ngay chỗ nào, ngay cái chỗ là tr này, ngay chỗ tr này void chấm hỏi b void rồi đô la gì number number product bay product bay product bay Ê, đô la rồi đất đúng không? Rồi đất thì gọi đó là SB đi, mình hiện sản phẩm ra rồi. Sao nữa? Rồi trong cái thằng này thì mình sẽ thực hiện cái có mở for each thì phải đóng lại, đóng lại end for each lại rồi chấm hỏi BB. Rồi mình đưa cái từng cái SP vào trong đây, ví dụ đây là thì cho nó là cái mã này, thì cho nó là cái mã này SP gì đây, cái sản phẩm đúng không? Rồi copy cái này luôn, còn Ctrl S qua đây chạy thử cái lót là trên. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sản phẩm là thấy chưa? Rồi. Áo sơ mi thì nó là cái gì? Nó là tên sản phẩm. 3.000 này là cái gì? Là giá. Còn cái này là gì? Giá khuyến mãi. Rồi còn cái này là cái gì? Cái hình ảnh của nó nè. Hình ảnh rồi lưu lại. Ok chưa? Rồi cái thời trang nam này là cái gì, là cái danh mục của nó. Cái danh mục của nó, danh mục này thì
đó là tên danh mục. À, khi mà các bạn sử dụng cái inner zone hồi nãy đó, à, thì lúc này mình có thể gọi cái tên của nó ra luôn. Hồi nãy thầy cho là thằng DM chấm tên danh mục, có nhớ không? À, thì bên đây nó gọi luôn được ha. Rồi này là cái gì đây? Số lượng. À, số lượng. Số lượng. Hay là hãy coi số lượng hay là cái gì? Coi là cái cơ sở dữ liệu coi. Rồi, cái shop quần áo của mình nè. Cái sản phẩm của mình nè. À, đó là cái số lượng nha. Số lượng trong kho đó. Rồi, ngoài ra nó còn có cái gì nữa không? À, trạng thái đó nè. Trạng thái. Rồi, ok. Qua đây mình chạy lại. Đó. Bây giờ thử nha, bây giờ trang 1 nè đúng không, qua trang 2 nè. Ê, trang 1 nè đúng không, trang 2 nè, trang 3 nè, trang 4 nè. Rồi, chính xác rồi nha. À, ba trang thì mỗi ba trang đầu là mỗi ba trang là 5 sản phẩm, và trang cuối cùng là có 3 sản phẩm là ok ha, là chính xác rồi nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái phần đầu tiên là load sản phẩm lên. Bây giờ ta sẽ thêm, ta sẽ đến cái phần là thêm sản phẩm. À, thêm sản phẩm. Rồi mình viết cái lệnh cho cái app là app nhé, app thêm sản phẩm. Rồi vô cái chỗ cái rồi đó, tiếp tục viết cái trường hợp thứ hai, đó là case của chúng ta là bằng app. Nếu case mà bằng app thì chúng ta sẽ thực hiện là gọi lưu cái này vô, và cái này là list này thay đổi thành app. Rồi thử chạy thử quản lý sản phẩm đấy. Rồi đó, rồi đã coi thử quay lại sản phẩm. Bay rồi đích áp. À, có rồi mà. À. Ngay chỗ này chúng ta thấy là nó bị cái vấn đề gì? À, nó bị cái vấn đề gì? Đó là khi chúng ta thao tác ở trong đây thì nó ok, nó hiện lên. Còn khi mà chúng ta quay lại cái quản lý danh mục này, quản lý sản phẩm này, thì nó không có bay. Nó không có bay vậy thì sao? Nó không có bay vậy là nghĩa là nó không có bắt được cái thằng bay này bao nhiêu hết. À, vậy mình sẽ lúc này ngay chỗ này này mình sẽ nói là nếu như mà cái chưa có reset cái biến là đô la bay nó không có tồn tại. À, không tồn tại thì mình cho cái đô la bay lúc này nó bằng một luôn để cho nó tự động nó load cái trang đầu tiên nha. Rồi quay lại cái quản lý danh mục nè, quản lý sản phẩm đó. Vậy thì các bạn thấy lúc này là mình đã load được cái trang bình thường rồi ha. À, nó hiểu được là thằng đầu tiên nó là bay bằng một đó, hiểu đầu tiên là bay bằng một đó. À. Rồi ok, sau đó mình sẽ thực hiện là mình thêm sản phẩm. À, thêm sản phẩm thì nó có cái form như thế này ha, nó có cái form như thế này thì tên sản phẩm mình nhập vào này, danh mục. À, danh mục lúc này chưa có hiện ra. À, danh mục lúc này chưa có hiện ra. À, chưa hiện ra là bao nhiêu hết. À, chưa hiện ra là bao nhiêu hết. Vậy thì mình qua bên cái thằng bay rồi đất app này. Bay rồi đất app mình coi kìa, cái danh mục nằm ở đâu. À, nó nằm ở đây.
nằm đây đúng không? Thì cái danh mục của chúng ta đó, danh mục của ta đó các bạn sẽ thấy là cái gì, nó theo cái mã danh mục này đúng không? Mã danh mục này nè. Rồi vậy thì ngay chỗ này thì viết cái lệnh for each cho nó nha. For each chấm hỏi b for each. For each gì? Mình sẽ lấy cái danh sách danh mục ra cái đã. Vậy thì để lấy được cái danh sách danh mục ra đó, thì mình phải quay qua cái thằng cái rồ đất của mình thực hiện là mình lấy cái danh sách danh mục ra. Bữa trước hình như mình lấy danh sách danh mục ở trong cái phần category đúng không? Vậy thì qua bên đây lấy đây, nó có sẵn cái hàm này, đô la danh sách danh mục bằng category list ở bên cái thằng controller category nè. Vậy thì ta sẽ bỏ vào đầu đây đó. Mình lấy được danh sách danh mục rồi nha. Rồi danh sách danh mục qua bên cái thằng product app đưa vào. Ê, đô la danh mục. Rồi sao nữa? And mình ngay chỗ này á thì thầy đưa vào ngay chỗ này làm for each ngay đây, trong cái thằng select thì nó sẽ tạo ra nhiều cái option khác nhau. Ví dụ như thầy ghi vô ngay đây nhé, đó là thời trang gì đó đi, danh mục rồi lưu lại, sau đó các bạn quay qua đây các bạn chạy lại. Coi lại bị lỗi chỗ nào. Ở trên đây các bạn đang sử dụng cái category list này thì mình phải lưu cái gì vô? Mình lưu cái category vô. Category vô. Đó, mình lưu nó vô. Đó, bây giờ mình thấy nó hiện ra ba danh mục này thấy không? Tại vì mình có ba danh mục á. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua bên đây mình sẽ sửa lại rồi đất app. Value của nó này. Value của nó bây giờ cái này trước đi, chấm hỏi bằng đô la danh mục, tên danh mục ở đây mình sẽ lấy là gì, tên danh mục đúng chưa, tên danh mục đó. Rồi ngay chỗ này, mình sẽ hiện cái giá trị, mình sẽ hiện cái giá trị vô đây để làm chi, để khi mà mình chọn đó, mình chọn bây giờ mình thì sale ở chỗ này cái đi, qua bên đây load lại, các bạn thấy nó hiện lên thành thời trang nam thời trang nữ nè đúng không? Nhưng mà mình nhấn vô, khi mình nhấn vô thêm á thì mình không có thêm cái chữ thời trang nam thời trang nữ mà mình thêm theo cái mã này, cái số này đúng không? Vậy thì lúc này á, nghe cái value này, các bạn phải dán vô ngay đây, đó chính là cái mã danh mục đó, phải dán vô đây là cái mã danh mục. Dán vô đó là cái mã danh mục rồi đó. Thì lúc này khi mình chọn nè, thì mặc dù mình chọn cái chữ này nhưng mà cái value nó nhận được á, đó chính là cái mã danh mục. Thì sau đó nó tự động add vô, nó add vô trong cái hàm của mình. Rồi vậy thì ngay chỗ này đó thì thêm sản phẩm, thì có tên nè, danh mục mình đã làm rồi, giá, khuyến mãi, mô tả, hình, số lượng, mà cái này là cái sản phẩm nó bật có hay không, hay là trạng thái. Thì dưới đây là thầy đã cho ta cái HTML hết rồi. Đối với cái thằng sản phẩm nổi bật nè thì các bạn thấy là có, đó là một cái đâu rồi, đó là một cái input dạng là radio dạng radio, và name của nó thì cho là hot này. Đối với có thì là value nó là một, đối với không thì value của nó là không nha. Còn đang hoạt động thì thầy cho value nó là đang hoạt động này, tạm ngưng thì cho tạm ngưng, đáng lẽ phải cho nó là cái số thì nó đúng hơn nha. Số thì nó đúng hơn, chứ không không có cho cái chữ này nha. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ viết cái chức năng ha, viết cái chức năng thêm sản phẩm vào trong đây. Qua đây mình coi lại cái này, cái đã tên là name nè, danh mục là category nè,
Giá là gì? Giá là right nè, giá khuyến mãi là sale nè, mô tả là description, mô tả là description. À, hình ảnh đầy mây, số lượng là quantity nha. Rồi sản phẩm nổi bật là hot, rồi trạng thái là status đó, dần dần. À, nó hơi nhiều nha, hơi nhiều. Đầu tiên mình thấy cái app Product Smith này, đó là cái nút để mình thêm vào đó, nút để thêm vào đó. Rồi it is $ as product submit. Nếu như cái nút này nó được nhấn, nó được nhấn thì chúng ta sẽ thực hiện một cái hàm, gọi hàm là product app. Product app, rồi product app thì như nãy thầy nói ha, mình sẽ đưa vào các giá trị như là đầu tiên là name đúng không? Đô la name, đô la name là cái tên của cái sản phẩm của mình đúng không? Sau đó là tới cái gì? Tới cái name, rồi tới email đúng không? Đô la email, đô la email. Nhưng mà rồi cái email này thì các bạn nhớ mình làm cái bữa trước bên cái phần danh mục á, thì đó là thằng không phải là cái biến email nữa mà là cái gì? Đô la file, email thì mấy. Rồi ngoài ra có cái gì nữa không? Có cái name của nó nữa. Có cái name của nó nữa. Rồi sau đó mình tới là cái biến price, rồi biến gì nữa? Biến sale, rồi biến gì nữa? Danh mục đúng không? Category, free. Rồi tới cái quantity, thì enter chỗ này cho các bạn thấy đô la quantity. Rồi làm gì nữa? Đô la description, là cái mô tả. Rồi tới cái gì nữa? Tới đô la hot là cái nổi bật hay không. Rồi đô la status, đô la status đó, nguyên cục vậy đó nha, nguyên cục vậy nha. Rồi ngoài ra mình còn có upload hình ảnh lên, mua upload file, mua upload file. Thì ngay chỗ này á, đầu tiên ngay cái chỗ này á, thì chúng ta sẽ lấy cái thằng là đây, lấy cái thằng file này, mình đem xuống dưới đây giống như bữa trước nha. Đây mình sửa lại là gì nhớ không? TM, TMB. Rồi mình tới đường dẫn của nó nè, đường dẫn của nó nè. Chấm chấm content sẹt img, chấm chấm sẹt nha, chấm chấm sẹt content sẹt img ha. Rồi tới gì nữa? Rồi tới sẹt. Rồi sau đó mình tiến hành mình nối cái chuỗi này lại với cái thằng ở trên. Rồi thực hiện upload file từ cái chỗ tạm này, vào trong cái đường dẫn này. Rồi lưu lại cái model DAO này, chúng ta viết cái hàm cho nó function. Dán cái này vô sấm hội. Sau đó ngay chỗ này, ngay chỗ này ta không còn là cái này nữa mà ta đổi thành cái gì may nhưng cho nó dễ đó, cho nó dễ. Rồi sao? Đô la SQL bằng insert into, gì? Insert into gì? Into các bạn sẵn. Trong đây có gì? Có name. Name là cái gì? Tên. Rồi, có email là hình ảnh. Có price là giá, có sale là giá khuyến mãi. Rồi gì nữa? Category là mã danh mục, quantity là số lượng. Rồi gì nữa? Cái description là mô tả, hot là hot, hot là hot nha, và status là trạng thái. Đấy rồi value, ngay đây ta add xuống dạng đi, value
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đấy. Lộn rồi. Return video query. Return video query. SQL đồng thời mình làm gì nữa? Mình copy nguyên cái này vô. Đó. Copy nguyên cái những cái biến này vô nha. Rồi. Như vậy thì ngay chỗ này viết thì có thể là người ta dễ dàng người ta bị lộn như mấy cái này. Bây giờ kiểm tra lại tên hình ảnh, tên sản phẩm, hình ảnh, giá, giá khuyến mãi, mã danh mục, số lượng, mô tả, hot và trạng thái nó có đúng hay chưa. Qua đây kiểm tra. Mã sản phẩm không phải rồi ha. Tên sản phẩm, hình ảnh, giá, giá khuyến mãi, mã danh mục, số lượng, mô tả, hot. Trạng thái thì mình không có cần đưa vào, nó tự động nó đưa vào ngay chỗ. Ủa, trạng thái là cũng có đúng chứ. Hot trạng thái. Ok, rồi chính xác rồi nha. Rồi vậy thì quay qua bên cái trang nãy của mình tiến hành thêm sản phẩm vô cái này là áo mới đi, thời trang nữ đi. Giá là bao nhiêu? Giá là 500, khuyến mãi là 250, còn 400. Mô tả áo mới ra rất đẹp. Rồi, chọn các ảnh. Chọn đài cái ảnh nào đi. Rồi, số lượng có trong kho 100 cái, sản phẩm có nổi bật không? Không. Đang hoạt động, đúng rồi, thêm. Rồi, thêm xong rồi đó, thêm xong rồi đó. Qua bên cái quản lý sản phẩm kiểm tra có chưa? Nhấn vô cái phần cuối cùng. Nó nằm ở đâu? Áo mới nè. Nó nằm ở thằng áo mới nè. Đây. Nó nằm ở thằng áo mới nè. Được chưa? Áo mới. Đây. Thời trang nữ nè, đang hoạt động, số lượng 100, đúng chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã thêm thực hiện thêm thành công cái sản phẩm vào rồi ha. Bây giờ xóa. Bây giờ xóa sản phẩm. Xóa sản phẩm thì cũng giống như bữa trước, mình phải chuyển cái thằng này là cái ID của nó bằng bao nhiêu nhé. Rồi. Vậy thì quay lại cái by product list của chúng ta, ta thực hiện cái xóa nó nằm ở đâu? Đây, sự xóa này. Lấy cái mã sản phẩm ở trên này, đem xuống. Dán vào đây. Dán vào, lưu lại. Qua bên đây chạy lại. Đó, nhấn vô cái thằng này. Đó, có sản phẩm rồi đúng chưa? Có sản phẩm rồi. Vậy thì mình tiến hành mình thực hiện là xóa sản phẩm nha. Viết cái hàm thôi, đơn giản. Cái delete delete delete. Hồi nãy khi mình add cái sản phẩm này xong á, mình add cái sản phẩm này xong thì mình làm cái gì? Xong rồi thì mình sẽ tiến hành mình làm cái gì? Mình chạy tới cái gì? Header location, mình chạy tới cái trang list luôn, list sản phẩm luôn. Chấm hỏi mod bằng product và cái ACT của chúng ta bằng list, bằng list. Đấy. Nghĩa là khi mà tìm vô xong thì cho nó chọn chạy về cái danh sách sản phẩm luôn nha. Rồi cái trường hợp thay bằng delete thì mình sẽ làm cái gì? Thay delete là mình sẽ xóa đúng không? Product delete đô la ID, xóa theo ID nhé, xóa theo ID. Sau khi xóa xong thì chúng ta cũng cho nó trả về cái danh sách sản phẩm. Trả về cái danh sách sản phẩm. Add bằng list, add bằng list. Rồi. Vậy thì
Lúc này mình viết cái hàm mà xóa sản phẩm này nha. Rồi ngay chỗ này mình viết cái hàm function. Function gì? Function product delete. Xóa đúng không? Rồi đặt delete. Rồi đô la ID. Xóa đâu? Đô la SQL chúng ta bằng cái gì? Delete. Delete. From sản phẩm. Where mã sản phẩm bằng cái gì? Bằng chấm hỏi. Ở đây mình return return BDO, này là SQL nha chứ không có là query đâu nha. Rồi đô la SQL với cái thằng gì? Đô la đi vô. Đô la ID. Rồi, thử, chạy thử. Lưu lại. Đây, lưu lại. Rồi qua bên cái thằng Rodat là kiểm tra có còn gì nữa không? Không có thì tiến hành. Tay áo mới này, load lại coi. Chân 1 này, chân 2 này. Xóa này. Qua chân 2. Rồi mất cái áo rồi ha. Mất cái áo mới này của mình rồi. Ok, vậy là mình đã thực hiện xong cái phần sau.